đất đồng cuồng.
văn hòa khác người trần gian. Thời bán nguyệt hò khoan đùng đình đà ngũ ấm nê tăng tính tình ta buồn dương nê bè lái quan nê hò.
sân đi miền tuyển qua. Đức Chúa ngàn có vua Đế Thích Nhi, giáng sinh vào quý tộc lễ xa năm thân tháng hai mùng ba. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
năm ngoái năm xưa thành đồng con kia sớm cùng thờ. 30 mùng 1 mười thứ hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm mười thứ. Càng nhìn càng thắm mi
đi cho phật lô chắc tay tháp búp hàm răng răng ngọc ngọc thạch thạch tay đeo hoa vàng ngô phanh phanh kim cương quần chất nghề áo chít khạc thường chậm chậm thải nghe tiếng man tỏ tình
rừng cầm sắm sắm hoa đua lờ miếu đồng thiên cảnh ngựa ca núi mỏ than lập mờ trên đồi. Khi trung linh thấp thấp cao vạn trường thiên
đinh lý trần lê sắc lê pháp lê thương đằng nhì hiệu đề tới linh tây thiên lê tam đạo đi linh đi. Thành thành phép bầu nhạc thơm thành kinh quỳ tông sầu chúa tiên chúa bà đệ nhật tây thiên vào xa đại đình tam đảo quê nhà sinh vì sách từ vĩ thần siết đế bao phép hay biến hiện cơ bầu
đại đức từ bi. Thịnh nghị chúa ngự đồng về giáng thế lai lòng từ lòng lòng trần thế chữ tâm hi. Cần phải nghĩ thăng bằng người cứu cho thoát khỏi xa chân đi. Chẳng vì luôn đi đo đây trần gian lắm lỗi chùa cây. Vai chúc chúng ước đi cầu đi. Yeah.
chân nước đều vui đầy hoa. Theo nhịp trống chân bước đều, chân bước đều vui đầy hoa. Đường nhân nghĩa ấm lo cho mọi nhà, ai tâm thành chúa sẽ cha, sao cho đời ấm lo, cho buồn đi cho bán khắp nơi trần gian ai biết, lên trên là chúa ban. Thank you.
bảo trợ. Có ý chật để xiết bao phép hay biến hiện cơ bầu. Ơn đi người đại đức đế từ bi đi à. Ơn người đại đức đế từ bi kính chúa ngự đồng lòng xa thế lại lâm thử lòng sân thế chữ tâm đi à. Chúa nguyện lời là hỏi thăm phố kép đi vào đền thờ Chúa bói thật là cảnh kia bốn mùa hoa trái dâng lên vì ở phía sau là chồng xem gói bồ câu hí. Tin đưa về cho tới kinh đô có
chúa Nguyên Đồ. Xem ma bói rất hay, cửa nhà ra sự hút ma bài. Chùa phán rằng đi căn đi mạng thì phải lo đi. Thuận một
sông. Trong xa chung nước thuận một dòng, cầu lên ước được đắc tài lộc sai. Còn ghế nào hay nói đơn sai, ai mà hai giả đừng hòng chúa chứng cho. Thank you.
đi vào. Nập đôi bên xa vào ngự ngôi cao, dầu dầu nét mặt chiếc gậy son dựng ở phía sau. Lừng lẫy trên bàn cứu dân.
dân tiên na sinh truyền phép đặt na tên nguyên hồ tin đưa về cho tới kinh đô.
đền thờ biếu cầu lầu hòa cô. Ở giữa thờ Chúa đôi bên thờ châu ngọc nan xanh tốt muôn bầu. Thank you.
Tây. Ơt lão tổ theo thầy chú học đạo, người lắm tròn tú hiếp đi tiên ra nói thôi vì cửa lan hoa. Lập thơ ơi cao mãi quê nhà, anh linh nghe chắc cho rằng chúa bà đệ tam quyền thành cai quản sơn xa. Xa gần đi làm tư, anh ngờ linh đi đứng lấy núi đồi. Giết nếm lũ ta tính như chúa sai vạn và tính như hôn một lòng không dám đi đơn xa chưa đi khắp bốn phương nghĩ trời. Ý.
sơi. Anh hoa lúc đi thần lữ nên nghĩ thờ chí công hùng vương thánh tổ lạc hồng. Ngài dọc về bao xa gặp xem khắp hết gần xa. Phật đi bà quán tâm một lòng bộ đạo tuyệt na tâm mà đi. Sự ái tây giúp ba đêm bày đất ma đưa ra chát sữa gắn vàng chát ngọc đàng tên tài quốc nga sắc nga thiết đi hương má đào về hạnh phi phương. Thua giáo y còn đã đắc
cháu chút đi bộc hoa hài. Giờ ngót đi về tiên thay đâu nguyện chữ thủy nguyên. Thank you.
cung giang kim phục hoàng ngân cần thánh chúa thiên trung phương. Thank you.
chắc chắn rằng Chúa Bà Đệ Tam quyền lành cai quản sơn cha. Lưng ba đây đuôi đồi Chúa xuống chân diệt lũ mì tà kinh Chúa sai vạn vạn binh hùng. Hồi cũng
xin sơ lấp ngôi cao mát mẻ cùng thịt bờ Chúa lúc ấy cùng lừ vốn xưa giá ngự thiên đình nghỉ để lục về công xúa anh lịch để hiến nê hào chốn cung quản thiên tào thủy khí điện linh tiêu ngọc mì thủy kim sơn chín tòa cao gật nhớ nhớ sáng trách xuống thềm nề dài sắc núi treo leo hát ma bóng trách vĩnh hiệu lũ lũ trầu dấp dấp đổ ngoan ngoèo đường nghề vô tiên đồng nghề suối đôi lỗ xô con sông nghề hòa lạc hoa phu thơm ngát nghe suối lục reo tiếng nhạc sắc như xanh xà trồng thấp thoáng cuối gành đi đêm
bóng ngọc thì ngày cho chút vàng chốn phòng loan đêm ngày dưỡng dục đặt tên chúa bà là lục cung nương ơn trời vẻ đẹp phi phương trời à, chúa đẹp phi phương à, mắt à, hoa hớn hở tình yêu lâu lâu vẹn một đầu nước mà chắc mà neo nèo trách ông chẳng già sao hoa khéo vẫn vỡ nỡ vô tình à, ép mà uống lâu lâu Thank you.
son sắc tốt tươi rực rà, trên ngàn năm quả nhiều hoa. Thánh Chúa Thiên Sư Thi A Thôi chân Chúa đã bước tới đâu, gieo mầm nhân nghĩa cho đời vinh hoa. Nhớ như sông thì sao bắt đầu ngân hà, ý à. Tôi cũng lên là sáng soi khắp biển trần gian. Tôi cũng lên là sáng soi khắp biển trần gian. Soi gió lan biển soi về sơn xa.
cho buồn đi cho bán khắp lời chân gian chẳng ra ai đi nếu trên ngàn chúng ta dừng mịt mờ đường quanh co uốn theo sườn đồi suối tuôn dọc sách nước chảy về đâu nước chảy về đâu nước suối tuôn gì rào rừng gì rào tiếng suối sao trong sách sách tiếng nào tiếng khách thank you.
bạc đi, con đi thù dọc nguyên xuất sang đây bờ hội đua thuyền. Thank you.
ngãi trai. Chân chân na đi hài xào non tua lờ sao ngoài. Biển chúa cười chăm ma hoa đua lờ hát tiếng mường. Tiếng ma thổ tiếng ứng đàn đi thông xào khúc thanh bình. Chúc tình hòa ca thường dạo cảnh bao hà thác cái đền đông cuông đức đại tối linh tuyền quang cảnh chi hiểu tình. Nghĩ vậy mà nề người ngã có cảnh anh dừng đi cầm một tòa dừng đậm đến núi nga lồng lồng ngôi cao cây xanh xưa mắt nga vắng vào. Mì vai vắt bầu nước.
khe dầm hai sáo đầu gài châm bím vòng kim cương lòng lanh lồng tây ý à. Trăng độ phép sơn trang đức tổ ban truyền ai chứng tâm thanh đồng chúa bà về đồng dâng tiền tuần nhà
xào chui khắp nơi. Chỉ phải níu lo bầu trời hát khúc ca mùa xuân. Thank you.
lùi. Mấy tầng nghề cao thấp cây sen cây tràn ngập màu lam ngôi đền thờ trên bắc lệ ngàn. Sóng nước nóng lạnh in bóng trăng thu. Kiềm bà túi trầu vòng kiếm cương tam khối lồng tay hay hay mặt nước phơi đầy. Phép sư sáng Phật tổ ban truyền về phép tiên xây núi truyền. Ngoài dịch mà thông ma tiếng hạc mà xa vời sau khi sát quỷ chỉ định ông đớn chắc ta lục trí thần thông anh định lục trí thần thông quyền thú tam giới khi phóng điểm màu. Để nhất thế tôn quan thích mời để nhất